càng lớn tuổi, các khớp xương ngày càng trở nên thiếu linh hoạt và thường xuyên gặp phải những đau nhức trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là khi trải qua những vận động mạnh. Điều này xảy ra là do các chất dịch nhờn trong sụn khớp đã ngày càng mất đi, khiến các khớp xương vận động không còn dẻo dai. Kirtland Signature Glucosamine 1500mg, Xerotin 1200mg là sự kết hợp giữa hai thành phần hợp chất cần thiết cho xương khớp và hỗ trợ sức khỏe xương khớp theo cách tốt nhất. Glucosamine là hợp chất tự nhiên trong cơ thể, kích thích tạo ra nước và chất dịch bôi trơn cho các khớp xương, đảm bảo quá trình vận động của cơ thể được diễn ra nhịp nhàng, uyển chuyển. Xerotin được coi là loại vật chất protein dạng gelatin lấy từ collagen, có vai trò thúc đẩy sự hình thành glucosamine, tác dụng phòng ngừa hiệu quả bệnh thoái hóa khớp, xơ vữa động mạch, bệnh viêm khớp. Xerotin còn giúp tạo ra độ ẩm cần thiết cho mắt, giúp mắt điều tiết hiệu quả, giảm sự mệt mỏi cho mắt. Sản phẩm thích hợp với những người đang mắc các chứng bệnh về xương khớp và người trưởng thành muốn phòng chống các bệnh về khớp, không sử dụng cho trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai.